Ra đại thôi. Cảm ơn bạn Phi Tiến Thành đã ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi. Chắc chắn là thời điểm này thì Hoàng Nhi anh đang rất cố gắng rồi. Map này hóa ra chứ Huy mới sinh ra để cho dân Nga. Lúc đầu nhìn bài Hoàng Mai Nhi cứ nghĩ là map này sinh ra của Hoàng Nhi là để đánh A dâng chứ không phải đánh tại nhà. Nhưng chính bài của Huy mới là bài phải dâng A. Yes. 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 Yui có Yes, lẽ đang yes, cần một phút để yes. tĩnh lại tâm sau trận thua vừa rồi. Hôm nay đánh NC cảm giác toàn heal với cả voi là chính thôi. Yes. Chữ Yes. quả Yes. là Yes. khá ít. Rồi, đã thấy rừng xanh. Đất khá xanh dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Rừng này thì tôi nghĩ là trên 12 giờ là sẽ có. Chắc 12 giờ là sẽ có rừng thôi. Cảm ơn bạn Phi Tiến Thành. Chắc chắn rồi, Hoàng Nhi tư duy đánh vẫn là rất tốt. Vậy chỉ cần hồi lại tay hơn một chút thôi. Chào bạn người chia sẻ đạt trai nhất nhà. Vâng, danh hiệu người chia sẻ. Mình cũng giống bạn, mình cũng là một chỗ người rất thích xem Hoàng Mai Nhi thi đấu. Voi đang được kéo về là khá từ tốn dành cho Hoàng Mai Nhi. Oh,
Rồi, giờ mới thấy quả phụ thứ hai, nhưng mà tôi nghĩ là cái bài quả phụ thứ hai này thì nó không đẹp so với bài trước. Nếu mà như bài trước thì sẽ đẹp hơn. Nhà Yu Gi bây giờ nằm góc 6 giờ thì tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn dành cho chúng ta. Cách đây 4 năm thì trận chung kết C3 không thể thua. Vâng, tôi cũng nghĩ giống như bạn. Tuy nhiên thì cũng phải tùy thời điểm. Nếu nói như vậy thì Yu Gi lại cũng có thời điểm của Yu Gi khỏe. Ở mỗi thời điểm thì lại có một game thủ, phong độ của game thủ lại khác nhau, chứ không thể nào nói là lúc nào các game thủ cũng giống nhau được. Chúng ta so thời điểm của Hoàng Nhi 4 năm trước thì đội bạn lại so thời điểm của Yugi của 10 năm trước hay là mấy năm trước đấy chẳng hạn, thời điểm khỏe nhất Yugi. Mỗi người lại có một cái lợi thế khác nhau, một thời điểm khỏe khác nhau. Sáu giờ đi, tôi thích 6 giờ hơn. Ê, đẹp trai, vâng. Tên mà em đẹp trai nhất nhà rồi mà lại bỏ bạn là xấu. Không hề xấu đâu ạ. Bây giờ chúng ta đang theo dõi những thao tác vẽ ruộng của Misa rất đều. Ruộng ra liên tục và quân sóc là cực kỳ đều. Tên này hơi bị giãn và vón một chút nhưng không sao cả, không ảnh hưởng nhiều.